trời khóc trời trời. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Hồi nãy ra khóc là để chuẩn bị tâm lý rồi. Không phải, con cứ muốn lẻn lên đây có hứa quyết dễ vậy hả? À, con gặp mấy chú rồi con vui rồi, con hâm ở. Con có 4 kịch bản nhưng mà lên đây con biết diễn gì, con gặp mấy chú con vui. Lên đây chủ yếu gặp mấy chú thôi. Bậy, ôm con, phải ôm chứ. Nói đi, tại sao lên đây? Con muốn gặp mấy chú là tại dưới con nhà Cà Mau đó á, coi mấy chú ở tivi à. Con hâm mộ, con ước gì gặp nghệ sĩ, lần đầu tiên không được gặp. Thương, biết gặp rồi. Chúc động quá đúng không? Ê. Chưa gặp mấy chú là con mừng lắm. Đúng rồi, tại vì dưới quê nó xa xôi, nhiều khi cả đời mình chưa có một lần thứ hai để gặp thôi lại nữa chị, dễ gì mà gặp chú còn Quy một lần nữa đúng không con? Ôm cháu được cái đi Quy. Thí sinh kế tiếp, thí sinh Thoại Mỹ. Thoại Mỹ nha. Sao khóc? Bạn ủa? Nhỏ ơi, chú cho con diễn đi chú, diễn rồi giới thiệu được không? Ờ. Diễn liền, diễn. Rồi vô 2 3 Huy. Thôi. Diễn. Thôi. Bạn diễn chưa? Phan chú ơi. Thời gian 60 giây bắt đầu. Hay, buồn quá, đi bắt ba khí chơi mới được. Ý, bắt được một con ba khía á. Ây da, bỏ túi chiều mà muối cho anh Sình ăn mới được. Mình đừng lo lắng nó chui xuống hang, mình đừng lo lắng nó chui xuống hang. Mày hả con? Ê, con ba khía, mày chui qua đi dẹo thôi á, mày chổng đi. Cái tao bệnh mày hang mày lại á, cho mày ngọt thở mày chết á. Gọi tao thọt tay bắt mày như thế à. Thế à, mất méo rồi con. Chú Hạnh con bị con ba khía kịp anh nè đeo à, chú gỡ giùm con đi đeo à. Ước gì có chú Hương Dừa đây là chú Hương Dừa gỡ con ba khía ngay giùm con này đó. Chú Hương Dừa chú đen đâu vậy, ghê gỡ con ba khía giùm con đi mà. Chú ơi, biết chú đừng có quay nữa. Hết thời gian rồi. Ôi, bà diễn quá mà. Return. Nào, mình gạt bỏ cảm giác bi lụy đấy nha. Dạ. Mình qua bên hề hước nha, vui vẻ nha. Con ổn không? Có người nói chuyện giao lưu không? Cho mấy chú cái được không? Được. Mà sao khóc quan? Sao khóc dữ gì con? Không có gì. Hạnh phúc quá à. Lần đầu tiên con được đứng đây nè, con không ngờ được vô vòng này luôn á. Chú cũng không ngờ. Rồi mời anh Trấn Thành Trường Giang à. Sao khóc trời. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Hồi nãy ra khóc là để chuẩn bị tâm lý rồi. Không phải, con cứ muốn lẻn lên đây có hứa quyết dễ vậy hả? À, con gặp mấy chú rồi con vui rồi, con hâm ở. Con có 4 kịch bản nhưng mà lên đây con biết diễn gì, con gặp mấy chú con vui. Lên đây chủ yếu gặp mấy chú thôi. Đại diện được rồi. Bậy, ôm con, phải ôm chứ. Nói đi, tại sao lên đây? Con muốn gặp mấy chú là tại dưới con nhà Cà Mau đó á, coi mấy chú ở tivi à. Con hâm mộ, con ước gì gặp nghệ sĩ, lần đầu tiên được gặp. Thường, biết rồi. Xúc động quá đúng không?
Ê. Nè, chú nói con nghe nè, mấy chú rất là mấy chú rất là cảm ơn con. Vì sao? Tại vì cảm ơn con là yêu thương mấy chú, hiểu không? Bây giờ lên ôm chú Huy cái. Nghe con. Đúng rồi, con người ta thích cái gu nào mà đúng rồi, cái gu đó nó vừa cái tầm, cái nó vừa sai tại cái mặt ngục vô. Đúng rồi, vừa biến độ cái mép này nè, nó vừa hai mảnh ghép. Rồi mình trời nạt nộ con bé như vậy. Bây giờ lỡ gặp rồi, lâu lâu mới gặp được một lần đúng không? Ôm chú Huy cái luôn. Bé ơi. Hả? Sao? Xuống cho cháu, cháu đưa ôm cái. Ở dưới đặt 5 căn. 5 căn đây xa lắm. À, thôi, không sao cả, mình sẽ giúp bạn. À, thật ra mà nói thì cái vấn đề này lần đầu tiên gặp chú Giang với lại chú Thành đúng không? Ừ, hiểu mà. Mình ôm làm một cái nữa để mà lắc. Quy nghe nói nè, tại vì Quy sắp ở thành phố, Quy không hiểu những người ở dưới quê đâu. Đúng rồi. Mà để mà gặp được một người mình hâm mộ á là cái điều vô cùng khó, cả cuộc đời chắc gì gặp lại. Mà gặp là phải ôm cái sao? Thế ai ôm liền? Ôm liền. Đúng không? Hết rung chưa? Gẫm vú rồi con mừng lắm. Đúng rồi, tại vì dưới quê nó xa xôi. Đúng nhiều rồi. Khi cả đời mình chưa có một lần thứ hai để gặp lại nữa chị, dễ gì mà gặp chú con Quy một lần nữa đúng không con? Ôm cháu được cái đi Quy. Con muốn không muốn đi dưới đâu, không muốn về. Vậy theo chú Quy về nhà ở đi. Về nhà chú Quy. Nhà chú Quy nhiều phòng lắm. Có, nhà có phòng đầy đủ hết. Không, mở để... mở thường chết. Con biết lên đây là con rớt rồi đó, con biết trước rồi. Nhưng mà cái quan trọng không phải là mình đậu hay rớt mà mình được gặp những người mình yêu thương, mình rất được ôm. Hạnh phúc mà. Đi đây đi chú.